Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Minh Phụng. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi ok, cắt hạ màn nha. À, xong việc rồi. Giờ thôi. Về thôi, về ăn cơm má nấu. Em nhắn tin gì trời? Cái gì? Còn deadline sao? Right. Xém chút là quên, mình còn phải đọc hồn em này nữa. Nếu bạn là một người thích sự sôi động và những nhạc cụ mạnh mẽ thì mình tin rằng video ngày hôm nay sẽ dành riêng cho bạn. Vẫn là câu nói, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Minh Phụng Music. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là chiếc trống Yorum Pro đến từ nhà Medley, một chiếc trống điện tử chuyên nghiệp rất quen thuộc với anh em chơi trống. Và bây giờ hãy cùng mình đọc hộp nhé. Đầu tiên trước mặt chúng ta đó là một tấm thiệp đến từ nhà Medley, trông rất là sang trọng. Trong này đó là một sách hướng dẫn sử dụng và một sách hướng dẫn lắp đặt. Mình sẽ tiến hành lấy tất cả những gì có trong chiếc thùng này ra ngoài. Và đây là tổng các phụ kiện có trong thùng, bao gồm bộ khung U-Ben, các mặt trống và dây kết nối. Và bây giờ hãy cùng mình tiến hành lắp đặt em nó nhé. Đầu tiên các bạn hãy vặn để nới lỏng thanh tay trống. Lưu ý là lắp thanh tay trống vào vị trí chấm tròn được đánh dấu. Lắp tương tự với thanh còn lại. Kế tiếp mình sẽ dựng khung U-Ben. Hai chân dài vừa nãy sẽ lắp ở giữa và hai chân ngắn sẽ được lắp ở hai bên. Lưu ý vặn vừa tay khớp khóa và sau đó chốt khóa an toàn. Kế tiếp là khui hộp symbol arm. Symbol arm sẽ bao gồm các thanh để dựng lá trống. Đầu tiên các bạn hãy nới lỏng và sau đó lắp theo như hướng dẫn ở trên video. Sau khi lắp vào hãy vặn khóa chặt. Đưa thanh vừa lắp vào vị trí như trên hướng dẫn. Sau đó là mở hộp phụ kiện bao gồm dây và các khớp khóa. Lắp các khớp nối và các thanh như hướng dẫn. Vặn khớp của các thanh để điều chỉnh độ cao thấp của lá trống. Lắp tiếp các khóa chữ L để lắp mặt trống. Lưu ý các bạn hãy nhấn vào khóa vặn để đưa thanh chữ L vào dễ dàng. Tiếp theo là lắp 3 mặt trống 8 inch. Lắp mặt trống và vặn cố định.
lắp tiếp hai mặt trống 10 inch. Tiến hành lắp lá trống và vặn vừa tay cao su cố định lá trống. Đặt kickpad và pedal vào vị trí và tiến hành gắn dây kết nối. Medley đã chú thích và chia các dây kết nối theo màu khác nhau và trên khung open đã chú thích rõ các cổng cắm để dễ dàng lắp đặt hơn. Vậy là mình đã hoàn tất các bước lắp đặt bộ trống vô Room Pro. Và giờ hãy cùng mình chiêm ngưỡng em nó nhé. Và đây là tổng thể của Yorum G1 Pro, dòng chống điện cao cấp đến từ nhà Medley. Với thiết kế chắc chắn hiện đại, cùng với sự sắp xếp rất khoa học của các bộ phận, dễ dàng mở rộng và tháo lắp, giúp bạn có thể tự do điều chỉnh độ cao sao cho phù hợp. Bộ khung cao cấp với chất liệu alumina được cắt nguyên khối với công nghệ CNC tạo ra sự gọn nhẹ nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn. Các miếng đệm cao su chống trượt tăng độ bám dính, mang lại sự ổn định và độ bền cao hơn so với các bộ chống kỹ thuật số thông thường. Bộ khung chữ U giúp tiết kiệm hơn 30% diện tích để trống. Module điều khiển thông minh của Yorum sử dụng thiết kế vòng cung 3D 45 độ khóa ngay vào khung trống. Tất cả các dây cáp và dây dẫn phức tạp đều được giấu bên trong. Sử dụng công nghệ kết nối không dây đa kênh giúp bạn có thể cùng một lúc kết nối bộ trống với nhiều thiết bị như iPhone, iPad, loa hoặc các thiết bị âm thanh khác. Vi mạch 11 nano lõi độc quyền do chính Medley sản xuất, tăng khả năng xử lý và đọc tín hiệu âm thanh. Bên cạnh đó là bộ chip xử lý ARM9 đơn 32 bit, module tích hợp Wi-Fi và Bluetooth 4.0 giúp kết nối không dây từ các thiết bị di động đến bộ trống. Bluetooth thế hệ mới giúp giảm độ trễ thấp nhất. Và cuối cùng, app Yorum Pro được thiết kế riêng cho bộ trống, bạn sẽ dễ dàng hiệu chỉnh chất lượng âm thanh ở trên trống. Tất cả chỉ cần điều chỉnh qua app ở trên các thiết bị điện thoại thông minh. Và đây là toàn bộ thông tin của chiếc Yorum G1 Pro mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn. Hãy đến trải nghiệm bộ trống này ở các hệ thống showroom của Minh Phụng Music ở số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Link của bộ trống này thì mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn biết thêm nhiều về bộ trống này, hãy nhớ để lại comment ở dưới video ngày hôm nay nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Minh Phụng Music. Hãy nhớ like, share và subscribe cho bọn mình để có thêm động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.